Xin chào các bạn, bộ phim hôm nay sẽ kể về một cô thiếu nữ vì những tổn thương về tinh thần khi nhỏ mà bị nằm liệt giường. Sau đó người chú được ra tù đã giết hết những kẻ gây tổn thương đến cô và giúp cô đứng lại được. Bộ phim có tên là The Uncle. Ipse đang ở độ tuổi đẹp nhất của con người. Cô vẽ rất đẹp, nhưng mà những điều không may mà cô gặp phải khi nhỏ đã tạo thành ám ảnh tâm lý trong cô. Từ đó trở đi cô đã nằm liệt ở trên giường. Nhìn ban nhạc này thì có phải bạn nghĩ rằng họ đang đánh đàn cho cô nghe không? Nhưng không phải như vậy. Mấy cậu hồn nhiên tập luyện ở trong này, nhưng trên mặt của Ipse lại tỏ ra sự ghê tởm. Nghe thấy có tiếng người đến, họ đã nhanh chóng chạy ra bằng cửa sổ. Chàng trai cầm đầu còn không biết liêm sỉ mà nằm xuống bên cạnh cô và thơm lên má cô. Ipse cảm thấy vô cùng ghê tởm. Sau khi bọn họ rời đi, Jae-ong, nhân viên tình nguyện của khu này đã tới chăm sóc Ipse. Lúc mới đầu nhìn cô ta có vẻ rất quan tâm người khác, nhưng chưa nổi 3 phút thì bản tính thực đã bộc lộ. Cô ta giả vờ cắt tóc cho Ipse, nhưng lại chỉnh tiếng nhạc lên rất to. Sau đó cô ta đã đè lên người cô. Không chỉ có vậy, cô ta còn gạt bút màu của cô xuống đất và dùng những lời lẽ khó nghe để chế giễu cô. Lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Anh Kim, trưởng đội giúp đỡ ở nơi này, đã đến trước giường cô. Trên bề mặt, anh đang chu đáo cắt móng chân giúp cô, nhưng mắt anh lại không ngừng đảo qua đảo lại. Lúc này chuông cửa lại vang lên, là hai cha đạo của nhà thờ đã đến thăm cô. Cha đạo già hơn thì có đầy lo lắng. Trời ơi, phải làm thế nào với cô bé đáng thương này đây? Vẫn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn thôi. Khuôn mặt già nua của ông thể hiện rõ sự đau thương và dịu hiền. Cha đạo trẻ hơn đã nhắc nhở anh Kim, mình phải đi ra nước ngoài để nghiên cứu, nên mấy hôm nay nhờ anh để ý và chăm sóc tới Ipse giúp mình. Anh còn nhắc nhở tên béo này phải biết tự trọng. Sáng hôm đó, bên cạnh Ipse bỗng có một người kỳ lạ không biết nói. Anh đã khóa cửa lại và làm món bít tết không hợp với Ipse cho cô. Vì không hiểu chuyện gì nên cô đã phản kháng mãnh liệt lại. Anh đã bế cô ra ghế và ép cô dùng bữa với mình, nhưng cô phản kháng kịch liệt, nên anh chỉ đành trói cô lên ghế. Nhìn anh không nói lời nào mà chỉ ngấu nghiến ăn, và cô cũng đã ăn những miếng to. Nhưng do rất lâu rồi cô chưa ăn khi ngồi, nên cô đã bắt đầu nôn ọe ra. Anh lại bế cô vào bồn tắm, nước đã rơi từ trên xuống đầu cô. Đã rất lâu rồi cô chưa được tắm thoải mái đến vậy. Người này rốt cuộc là ai vậy? Sự xuất hiện của anh đã khiến cho cuộc sống của Ipse có thêm sự tươi mới. Cũng giống như bây giờ vậy, cả mình được chìm trong nước đã khiến cô có những ảo giác đẹp đẽ, đến nỗi suýt bị chết ngặt. Anh Kim đã đến nhà cô. Sau khi tìm hiểu thì biết được người này là chú ruột của cô, nhưng người chú này từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. So với việc nói anh bị câm, thì không bằng nói đầu óc anh có vấn đề. Trên cổ anh lúc nào cũng có chiếc khăn lụa màu tím. Với những câu hỏi của anh Kim, anh chỉ có thổi nước bọt. Anh Kim không có cách nào nên chỉ đành nói với Jae-ong, tạm thời cứ cho anh ta ở lại đây đi. Hành động của Jae-ong cũng phải nhẹ nhàng lại, bởi vì người chú này đang ở đây. Không chỉ vậy, cô còn làm ra vẻ chăm sóc Ipse rất là khổ và nói bóng nói gió với người chú. Anh đi đến giả vờ để uống nước, nhưng thực ra là để trêu ghẹo cô. Trong lòng cô đang nổi lên ham muốn thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Hóa ra anh chàng cầm đầu ban nhạc đã lẻn vào và bị Ipse lên. Nghe thấy tiếng động, người chú vội vàng chạy ra và đánh cho anh ta nằm ra đất. Dám bắt nạt cháu gái tao sao? Chiếc guitar ta đã bị anh đập nát tan tành, cửa sổ cũng bị anh khóa chặt lại. Nửa đêm, tiếng TV vô cùng to, anh đang xem AV. Nghe thì có vẻ ghê tởm, nhưng âm thanh vẫn hấp dẫn Ipse đến xem. Sáng ra, người chú đã bị tỉnh giấc bởi ác mộng. Nghe thấy cháu mình kêu đói, tuy nấu ăn không ra gì, nhưng anh vẫn nấu cho cháu một bát cháo thịt. Ipse cũng dần dần bỏ đi phòng bị và bắt đầu mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy, hai chú cháu không cách nhau bao nhiêu tuổi này đã cùng nhau chung sống những ngày tháng cũng được coi là bình thường. Nhưng chưa được bao lâu, có rất nhiều người không thể làm gì Ipse nữa, thế nên họ vô cùng phản đối điều này. Người cầm đầu chính là anh Kim. Anh ta tố người chú đã dùng bạo lực với Jae-ong để không cho cô vào nhà. Anh ta còn nói ra mình là người luôn quyên góp tiền hỗ trợ. Nhưng sự thật là sự xuất hiện của người chú khiến cho anh ta không thể làm gì Ipse, và còn không có nơi để vụng trộm với Jae-ong. Một bên khác là một bà lão đoan trang, hiền từ. Bởi vì người chú xuất hiện nên bà không còn nơi nương thân, cũng bị anh ta nói thành bà coi Ipse như cháu ruột của mình và chăm sóc cô từng ly từng tí một. Vì để cho Jae-ong nhanh chóng có thể trở thành một thành viên chính thức của hội phúc lợi xã hội, anh ta đã dốc hết sức mình. Anh ta đã nói cô gái xinh đẹp như cô lại phải đi chăm sóc một người tàn tật, đã lao tâm khổ sức rồi nay lại còn bị người chú kỳ quái này đe dọa. Anh ta đã miêu tả một người độc ác có nhiều thủ đoạn thành một người hiền lành, tốt bụng. Nhưng lúc này vị cha đạo trẻ tuổi đã nói một câu công đạo, Ipse vẫn phải nhận được những phúc lợi đáng có. Còn về việc ai sẽ chăm sóc cô thì nơi đây là nhà của cô ấy nên cô ấy có quyền lựa chọn. Anh Kim lại lấy lý do cô vẫn còn là một đứa trẻ ra để nói lại và cố gắng ngăn không cho người chú sống ở đây. Nhưng anh ta chưa kịp nói ra những lời đe dọa thì Ipse đã mở lời nói rằng muốn chú mình ở lại. Nếu không có cuộc đấu mồm của cha đạo và anh Kim thì xem ra mọi chuyện sẽ không được thuận lợi như này đâu. Hóa ra vị cha đạo này và người chú quen biết nhau từ trước. Nói về chuyện ngày xưa thì ông không nghĩ rằng những việc mà năm đó người chú đã làm là sai, bởi vì tình yêu không có đúng sai. Sau khi nói xong, anh liền rời đi. Có người chú ở bên, cuộc sống của Ipse càng ngày càng có thêm sức sống. Anh đã cố gắng giúp cô hoạt động ở trong nhà giống như người bình thường.
anh còn rất coi trọng việc dạy dỗ cô. Tối nào anh cũng cùng cô xem phim AV. Mà đến một hôm, cảnh sát giao thông đã đến nhà họ. Người đó từ từ đi vào trong nhà và nói rằng cuộc sống của hai người tốt quá đi. Nhưng anh phải nói cho cháu mình biết chân tướng của sự việc chứ. Anh không biết nên nói thế nào với cháu mình. Ngày hôm sau, anh đã mua sẵn những thực phẩm tươi ngon và đã làm cho XC một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Khi ăn, anh đã dùng cử chỉ tay để nói chân tướng cho cô biết. Sau khi biết được thì cô đã khóc nức nở. Anh đã rời đi. Anh nói với cô rằng đừng có làm gì cả, mà hãy giả vờ ngủ. Nhưng mà những người kia đã lần lượt đến bên cạnh cô, và giống như ma cà rồng vậy, tham lam muốn có được tất cả mọi thứ của cô. Hôm nọ, vị cha đạo trẻ đã đến trước mặt cô. Anh đã kể những chuyện quá khứ cho cô nghe. Gia đình cô đã kinh doanh một cái vườn hoa lớn trong suốt nhiều đời và làm bạn với thực vật. Nhưng mà chú cô lại không thích những thứ này nên đã bỏ nhà đi. Chính vào cái ngày ông bà và bố cô được an táng, anh ta đã trở về. Từ đó trở đi, chú cô đã tận tâm chăm sóc chị dâu và cô cháu gái của mình. Nhưng chưa được bao lâu, trong khu này đã có tin chị dâu và em chồng có quan hệ mờ ám với nhau. Nhưng chị dâu đó là một người vô cùng xinh đẹp. Đàn ông ở nơi đây không có ai không thích cô cả. Những tên đàn ông này đều thấy không cam lòng, kể cả anh, người cha đạo trẻ này. Anh đã nói thẳng rằng mình vô cùng thích mẹ của XC. Thế nên anh cũng đã trở thành một trong những kẻ tung tin đồn. Sau khi nghe xong, XC thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà vì không thể cử động được, tên cha đạo đã càng to gan hơn mà nói rằng bây giờ cô đã thành một cô thiếu nữ rồi. Cô giống hệt như mẹ cô vậy, lại còn không thể cử động được như một cái cây vậy. Không bằng hãy để ta chăm sóc cho cô cả đời này, để cô khỏi bị những tên kia sàm sỡ nữa. Thế nào hả các bạn? Trong lúc đấu võ mồm với anh Kim thì anh ta vẫn để lại ấn tượng với mọi người là một người công bằng. Nhưng mà mỗi một người trong đây lại đều dùng chính nghĩa để che giấu mục đích của mình. Hóa ra có được XC một mình mới là mục đích của tên cha đạo này. Anh ta chưa kịp có hành động thì không ngờ khi quay đầu lại nhìn, lại thấy người chú đã đứng ở ngoài cửa rồi. Anh ta ngượng ngùng mặc lại quần của mình và muốn rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sao có thể như thế được? Là chú ruột của XC thì anh phải cho anh ta chút nhớ đời chứ. Sau một trận đánh nhau, nhưng người chú lại không phải là đối thủ của tên cha đạo. Không chỉ vậy, anh ta còn vô cùng đắc ý mà nói với anh, ngôi nhà này đã không còn là của XC nữa rồi. Anh Kim đã dùng trình tự hợp pháp để biến nơi này thành nơi ở chung của mọi người, mà anh ta chính là người quản lý nơi này. Nhưng mà mọi người đều hiểu, câu chuyện tà không thắng nổi chính đúng không? Tên cha đạo nói những điều này không hề có chút oai phong nào cả. Bởi vì chột dạ nên anh ta đã nhìn thấy hồn của mẹ XC. Điều này mới khiến cho người chú nhân cơ hội đứng dậy và để anh ta đến chết. Cuối cùng XC cũng thành người lớn rồi. Đây mới là điều khiến cho người chú nổi điên. Anh điên lên và xé nát những bức tranh mà cô vẽ được treo trên tường. Anh không biết nên bảo vệ cháu mình như thế nào. Cô cũng từng có những giấc mơ đẹp như vậy. Ai cũng yêu thương và bảo vệ cô. Cô cũng giống như một người bình thường. Nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ngày hôm sau, cô đã nhuộm tóc màu cam, còn trang điểm rất đậm. Cô nhìn ánh sáng mặt trời và bắt lấy một tia nắng. Điều này có nghĩa là sự trả thù của cô đã bắt đầu rồi. Người đầu tiên là Gia Dê Ông. Cô ta đến nhà cô như thông thường và cũng không hề thân thiện như thường. Nhìn thấy cô xuất hiện sau lưng mình, cô ta đã mắng cô là đồ ngu. Nhìn thấy chú cô có đứng đấy thì cô ta đã đeo ngay mặt nạ lên. XC bắt đầu tra tấn cô ta. Cô ta nhìn thấy xác của cha đạo thì đã sợ mất cả hồn. Người thứ hai là ông cảnh sát già. Sự việc của nhà cô năm xưa, chính là ông ta đã không cho mọi người nói ra sự thật. Ông ta mới là đồng bọn. Ông đã gõ cửa nhà cô trong sự trực dạ, nhưng đã bị Gia Dê Ông đột nhiên lao ra dọa cho lăn ra chết. Người thứ ba là anh Kim. Anh ta đã lại cầm hoa hồng đến cho XC. Nhìn thấy cô không mặc gì hết, trên người được đặt nhiều cây cỏ, thì anh ta đã kêu nóng và đi từng bước một về phía cô. Lúc này chú cô đã ngồi dậy và khiến cho anh ta đã giật mình. Trong máy quay có ghi lại cảnh anh ta xâm phạm cô. Anh Kim đã bị chú cô trói lại. XC ra lệnh cho Gia Dê Ông làm tình với anh ta ngay tại nơi này. Người chú đã ra lệnh cho cô ta hãy chặt đứt chân thứ ba của anh ta, còn bêu diếu cô ta. Không còn cách nào khác nên Gia Dê Ông phải làm theo. Anh ta đã xong đời. Người thứ 4, 5, 6, 7, 8 chính là mấy cậu trong ban nhạc. Họ cũng giống như những người đàn ông năm đó nhòm ngó đến mẹ cô, mà không ngừng thỏ những bàn tay đến người cô. Nhất là chàng trai cầm đầu đánh vui ta. Chú cô đã giải quyết từng người trong số họ. Ở trong bóng tối, XC đã đánh trống và điên cuồng xả những bất mãn đã kìm nén bao lâu nay ra ngoài. Lúc này, người cảnh sát giao thông đã đến đây. Anh ta nhìn thấy chú cô cũng ở đó và đang định rút súng ra, thì người chú đã xông vào đánh nhau với anh ta. Giật lấy cơ hội, người cảnh sát đã đè anh xuống và giơ súng lên đe dọa. Nhưng ngay giây sau, XC đã mở đoạn ghi âm ghi lại đoạn tên cảnh sát này sàm sỡ mình. Tên cảnh sát đã bỏ súng xuống và cảm thấy chột dạ. Nhưng ngay sau đó anh ta đã muốn giết chết mọi người và đổ tội lên đầu chú cô. Trong lúc hỗn loạn, XC đã nhớ lại chuyện năm xưa. Khi đó, chú đã giấu cô ở trong phòng ngủ và không cho cô ra ngoài. Sau đó, những tên đàn ông kia đã ngụy tạo hiện trường chú đã giết chết mẹ cô và cắt đứt thanh hầu của chú để cho chú không thể nói chuyện được nữa. Mà chiếc khăn lụa người luôn đeo trên cổ chính là di vật của mẹ cô. Cứ như vậy chú cô đã bị kết án tù chung thân. Cũng giống như tối nay vậy, anh đã cố gắng giết chết tên cảnh sát kia, còn chính mình thì cũng đã bị thương. Mà cơ hội lợi dụng việc giả vờ được ra tù này để trở về bên cạnh cháu của anh chính là để trả thù giúp cô. Trước khi chết, người chú đã dùng hết sức để lấy ra bức tranh mà cô đã vẽ cho mình.
và còn dốc hết sức để nói mấy câu. Tuy rằng không có dịch ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng nhất định là những câu cổ vũ Ipse đừng có buông bỏ mạng sống. Bởi vì có những lời này mà cuối cùng Ipse cũng dùng hết ý chí để đứng dậy. Không chỉ có đứng lên được mà cô còn đi ra khỏi căn phòng này. Khi mở cửa ánh nắng chiếu vào trong, cuộc đời mới của cô cũng được bắt đầu từ đây. Bộ phim này nói cho ta biết, một người khi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, thì người xuất hiện ở bên cạnh chưa chắc đã là người tốt. Có lẽ họ đều có mục đích cả. Mà muốn có được cuộc sống mới, thì chỉ cần có sự cổ vũ, khích lệ, giống như là đưa cho bạn một cái gậy, thì bạn có thể thay đổi cả trái đất vậy. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Mọi người nghĩ thế nào? Và video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.